rồi giao lưu anh em cái mai giật lục lực cũ nữa. Cái này có lũ nha, thép giao ngoại sĩ cho anh em chơi, kích thước em làm video luôn, dễ thiệu kê cho anh em nha. Đây vót ngọn đầu sạch sẽ, cái này là cái lũ nha anh em, lũ thép không bọng, bọng ở đây hết rồi. Cái lỗ bọng đó nè, cỡ ba ngón tay. Rồi để nằm xuống đo cái thước cho anh em coi, con thú luôn nha anh em, chiều cao 53. Chiều cao 53, đế ngang, đế ngang 54, đế ngang 54, hoành chót ngọn 30, hoành đế. Mình đế, mình đế cho đó, kéo đại hoàng lại. 53. Rồi mình đế 53 nha anh em, cái này cũ đẹp nha.